hai mới qua tới. Sao không chạy ở lên màu bé nữa. Thôi nhường bác hai chạy trước. Mở đầu video, mình xin chào đến quý cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Đây là nhà của anh chị Tư. Đi ra. Cá này mấy hôm rồi. Cho nó ăn chút thôi, hồi nó đói cho nó ăn tiếp. Cái này nấu là cái gì? Em bắt nước lên em luộc thịt cũng luộc để ăn cái gì? Nay thì mình ăn cá chê. Có một chảo cá kho với lại miếng sườn kho. Sáng này mình ăn cơm xong rồi mình làm bánh. Làm hai món bánh. Cái này bị dội nè. Cái này mình làm cái này lại nè. Lại vậy đó. Cho bác. Ủa cái gì mày? Chào. Chào bác, chào bác, chào bác. Chào. Cái gì nó thấy con rồi nó đá không à? Rồi đó. Nó bổ. Mày vô duyên lắm, mày dữ lắm nha. Ồ cái đó, nó chở đá luôn á. Ồ, gió lạnh lắm luôn nha. Nó chạy qua má. Má sao nó mổ, nó mổ con. Nó biết lạ đó. Biết lạ, nó mổ. Thấy con lên là nó lại đè mổ cái giò trước biết, rồi đó. Nó biết không phải người nhà này. Bữa nay tính hấp bánh bò mà có con bường chuối, bữa hôm mình đốn nó chín quá trời rồi. Thôi. Còn con lấy không? Thôi hết luôn, lại nó để chừa ăn. Thôi nhiêu đây nhiều lắm rồi. Không có, em làm cái bột năng ít quá, bánh nó không có ngon. Nó không có dai, nó không có trong. Nó đục ngầu mà nó bở. Em phải thêm 200g bột năng. Cái công thức pha bánh chuối thì mình pha 600 bột năng, 400 bột gạo. Nếu mà bánh chuối nó trong. Nếu mà các bạn muốn ngon nữa là 700 pha 73, có nghĩa là 70 bột năng, 30 bột gạo, 3 phần. Rồi nếu mình muốn ăn nó mềm thì mình pha cái bột gạo nó nhiều lên. Còn muốn ăn càng dai càng trong á thì mình pha bột năng nó nhiều lên. À, cái này mình em bỏ đường vô trong cái này luôn. Chắc đi làm mà. Bỏ muối với đường vô trong bột luôn hả? Muối với đường. Đường mình về mình dằn vô thôi, mình dằn ít đường thôi. À, bao nhiêu đây mà ít hả? Ừ. 3 muỗng hành canh. Ba muỗng hành canh đường. Nửa muỗng cà phê muối. Cái bột á làm cho nó vừa ăn. Cái nước.
nước đó mình chén vô hồi mình coi cái bột nó lên giống như là bột chiên bánh tẻ yến. Rồi chiên bánh xèo được không? Bánh xèo lỏng quá hả? Rồi bột nó đã lên quá trình rồi. Đem qua bên đây đặt đi. Bột bánh bò, bánh bò. Này là hấp nó xốp nữa mà. Bỏ tép vô luôn hả? Vòng vòng tép bỏ vô luôn hả? Để đây. Sắp sắp lên mặt hả? Món này làm vậy không? Có hành dinh á. Chuối bò, bò chuối. Hai cái món này dùng để cuốn bánh tráng. Chuối dư nhiều quá ta. Ừ, chuối nhiều quá nè. Ráng gì trời. Một ít chuối nhiều. Không phải làm hết nhiều chuối lắm. Rồi có nhiều bột đây, chuối nhiều lắm rồi đó. Chuối nhiều quá cũng ăn cũng ngon. Nhiều quá là nó cái lên nó hơi nhão, chuối nhiều quá. Đủ mỡ vịt. Đủ mỡ vịt ngọt. Đủ mỡ vịt là cái màu này nè. Giống mỡ màu vàng như là màu vàng của mỡ con vịt. Thôi dầu xong bỏ vô cái nồi hấp cho nó nóng cái khuôn chút. Em lấy đồ đó, em chế vô cái ca em rót vô luôn. Mỏng mỏng luôn. Cái khuôn nó hơi nghiêng. Lấy cái gì chưa nữa. Vậy quá à. Cái khuôn bự hơi nghiêng chim à. Mấy cái đũa nó ăn nhẹ lắm. Ở nhà có hai trái dừa có mọng, lấy mình xài mình dắt nó cốt luôn, mọng cao rồi nó cốt nó cũng không ngon lắm. Mọng dừa cũng không bự lắm. Thối ăn được không thối. Mình mới giờ đứng lên là sáo nó lại cấp sát dừa.
trơn. Đây là ba nhóc nè. Rồi giờ tới giờ cơm rồi, mời các bạn ai có món gì đem ra dùng chung với gia đình nha, ai có bánh trái cây ăn cơm vừa ăn vừa xem miền Tây. Cuốn hả? Cuốn bánh tráng hả? Cuốn bánh tráng hay là ăn bún con tô gì đó, cái gì cũng được, cuốn cũng được, bún tô cũng được. Lấy cái ly nước qua. Cuốn này ăn cho nó ngon hơn vô tô. Cuốn lấy cái dĩa qua đưa cho mẹ cái dĩa. Đi. Dạ. Con làm cơm cho anh Linh. Linh ơi. Dạ dạ ăn cơm ăn bún. Ăn miếng nước tương. Thả vô nước đá ngâm. Ngâm một hồi. Đi ngâm thôi lại ăn cơm con. Ơn Tà Mau lên về. Giá rồi nó sao nó đen đi nè. Cứ mua đây hả? Ở giờ mà Tà Mau. Không mua nè. Nước ạ. Thịt heo tướng mất ha, heo kho mất mất rồi. Nó hai chắc đâu ăn mắm hả, mắm tép hả? Rất là thơm. Thế trong đất đó bánh mắm trời. Người đi trong đất rồi như mắm ba tính tròn tâm con đỡ nó heo gạo rồi bác ơi. Món tép không bác ơi? Không. Món tép đây ngon. Ừ, như đủ rồi. Rồi. Như đủ rồi ông ơi. Nó dội rồi. Mà mốt cái con cũng tập ngon ăn cái cây. làm hú hú. Cái này là cái này. Không có làm á. Đây là bánh theo yêu cầu hả? Theo yêu cầu. Làm mà xong ủ bột bỏ vô lặn vô. Cô ổng làm sướng em gì à? Mình hấp thử một cái bánh bánh này gọi là bánh bò bánh chuối chung. Ở dưới là lớp bánh bò, ở trên là lớp bánh chuối. Cái bánh chuối để nãy giờ cái bột nó cứng lại, cái giờ phải thêm miếng nước cho nó lỏng ra. Bởi vậy mình làm nhanh quá là để bánh khô lại vậy á. Cho nên mình trộn xong mình để khoảng nửa tiếng. Bột nó nở ra nó đặc, cái đầu mình thêm nước. Mình có thể nêm miếng đường, miếng muối rồi mình thử luôn. Những bỏ nó mặn quá hồi chết luôn. Muối thì mình không đăng nha, để mình nó lâu tơ. Hồi cho cắn nha. Đừng hút nốt hay là gì mà nói vậy nè. Đừng hút nốt không đó. Cái này là ngọt lắm hai, nó không có ngọt, nó ngọt cái dạng như là đường phèn vậy. Nó không có cái này đó. Là bánh bò đường thốt nốt chứ không phải là bánh bò thốt nốt. Cho nên là phải phân biệt rõ nha. Cái này là bánh bò đường thốt nốt. Còn bánh bò thốt nốt là người ta lấy cái vỏ của trái thốt nốt mà khô, người ta mài ra, người ta lấy nước nó.
Rồi cái này giống cái mặt quá vậy, nó nứt ra giống cái mặt cười. Cắp lần một hả? Lần một. Gột. Nổi da gà. Màu đường thuốc lớp nhìn thấy đẹp hả? Nó không được đậm hôn á. Cái này gọi là sữa sữa dừa. Ở Thái Lan thấy nó đập trái dừa ra, cái nó trên coi trên tivi đó, thấy đập trái dừa cái lấy nước cái là bỏ có sinh tố, cái đập cái trái dừa ra cái nó thảy vô cái xay cái gồ ra, cái là bỏ thêm cái gì đó, thì bỏ thêm tí muối gì đó, cái bắt đầu rót ra ly là uống rồi. Bổ con béo dữ. Béo. Bữa nào làm uống thử ha. À. Cái này như sữa hạt chứ gì. Vô tủ uống sữa hạt ốc chó, hạt hạnh nhân, mình uống sữa hạt dừa. Sữa trái dừa à? Nguyên trái dừa. Thì nó gồm có vỏ dừa với lại cái nguyên cái mình nạo ra đó, mình đập ra đó. Cái mình đập ra gọi là hạt dừa chứ gì. Mình thường ở quê mình gọi là gáo dừa. Cắt ra luôn đi ha. Sọ dừa. Ừ, sọ dừa. Cái nè, cái dao em bọc rồi đó. Mình gọi là sọ dừa. Sọ dừa, gáo dừa. Ừ. Rồi hạt dừa thì nó kỳ kỳ quá. Gáo dừa, nó kêu gáo dừa. Mềm giật hoài hoài nó ngon. Rồi. Trời ơi, bự dữ vậy ha. Cắt lại làm xéo không? Muốn cắt xéo thì cắt xéo. Xéo hả? Cắt xéo là nó nhỏ rồi. Ủa nó cũng dày dữ vậy hả? Ừ. Tao cho em coi giấy che nè. Trời đã. Giấy che ngon ha. Ừ. Nè, đúng là bánh bò giấy che. Ăn thử coi. Bò giấy che. Từ lúc nó mà ăn nó có cái hậu hơi chua chua. Xéo rồi. Nó không có ngọt mà gắt giống như đường. Để năm sau em đăng ký cái gian hàng bên Hội Bánh Nhân Gian và bển bán nha. Chị Hai làm bánh mặn, bánh em thì bánh bầu à. Chị Hai bánh mặn. Rồi bánh Tây Yến, bánh gì đủ. Nấm gì hả Nung? Nấm kiểu nu nu nó. Nấm kiểu nu nu á. Bánh chú đã chín rồi đây. Mình hấp nhiều bột năng là nó trong trong vậy đó. Bữa nay không có bỏ bột nghệ nha. Hôm vàng là bỏ bột nghệ, bữa nay là không có bỏ bột nghệ. Là bánh chú chiền phóng. Rồi bánh chuối. Bánh bò thì nó đã nguội rồi. Bánh chuối còn hơi ấm ấm. Cắt cho bác hai miếng đem về cho bác hai gái. Em sắn xuống chứ cắt rồi. Rồi bánh dân gian nha, đây đặc biệt là bánh dân gian. Bánh bò, bánh chuối, bánh này từ xưa tới giờ luôn. Bò chuối không? Bò chuối không? Bò bánh chuối. Đâu có cái cô gì có hồi đó lúc còn đi học đi ngang nhà quay bò chuối không? Trời ơi, ở cái cô đó bán mấy chục năm rồi đó. Đúng rồi. Bò chuối không? Bò chuối đây. Vô không có màu bán thôi. Nó mà đi đâu cái gì ấy thôi. Đâu có ai luôn. Thôi bác hai không ăn thôi gửi. Gửi này về cho bác hai gái. Ừ, bác mè vô. Mè vô. Bác hai em thích ăn bánh nè. Bác hai. No rồi. No rồi. No rồi. Ăn cơm rồi. Không nói ngủ nữa. Bác hai. Bác
Bữa nay bánh này màu không đẹp, có màu một vàng vàng ha. Nếu về bữa bỏ màu vô. Bỏ cái gì? Trái gớt, trái gớt. Đúng rồi, hai nó trái gớt. Trái gớt. Trái gớt thôi hả? Trái gớt, bỏ trái gớt nó còn đậm hơn trái gớt nữa bác. Đó mà nấu cà ri ăn đã. Tại vì nó chín quá rồi, nó rớt xuống đất nó đậm hơn là trái gớt. Thấy thấy trước nhà của hả? Cô tắm tám trên chợ nó có ăn bánh không? Ăn bánh nè, gấp bánh đi. Ăn nhiêu lại gấp đi. Không ăn bánh nào á? Thì ăn bánh chuối. Rồi sao? Đổ thừa. Hả? Bánh bò có chuối hả? Đâu có. Đâu hai cái riêng à? Bánh bò hả, bánh chuối? Dạ bánh bò. Rồi giống cha nữa. Cái này món này của cha nó yêu cầu. Phải không? Cha nó khóc gì luôn hả? Đây được. Trời em... ơi dữ rồi hai. Không phải. Cái này ăn tự chọn nha, ăn buffet. Trời đất ơi. Rồi đẹp quá vậy. Bò chuối của anh Vinh nè. Cắt cho vô tha cái thao đó anh ăn luôn. Muốn cục thôi. Thôi vậy gì bánh bò nó chay luôn rồi. Chay luôn hả? Ừ. Ăn nghe con chay luôn. Như là ăn nha. Ăn mấy miếng thằng thang. Dĩa hả? Rồi, nhắc xế. Trời đậu phộng rồi mè rồi hấp dẫn rồi. Má đâu thì má ra. Hử rồi. Mẹ ăn sao đi. Mẹ đại gì đi. Có hai món bánh là bày ra một bàn luôn. Khiếp không? Thấy gì chứ hấp ra quá chịu bánh luôn nhiều hả? Còn mâm bánh còn nữa hả? Ừ, trời. Không mời bạn ăn nha. Ăn ít thì bớt lại, còn muốn ăn thêm thì lấy thêm. Sao sắp vậy đó, thế nào? Thì lấy mà ăn ít thì bớt lại nữa. Chẳng như mùa trước đâu. Ngon thắng, cho nó có không em? Rồi thuốc nốt mà. Ngon thôi để thắng. Có cả hai loại mà. Ăn đưa tiền chăng, nó tốt vô đây. Ăn nó tốt nhiều chăng đi. Bánh bò này đang ơi. Cái vừa đây. Cái tàu mẹ. Em quay vô cái kia này hả? Chăng hết tô nó đi rồi ta chăng tô bự. Cái gì mẹ để đâu ta? Chăng hết. Cái nữa hả? Cái nè. Này nè. Nè, trang nó tốt chưa? Con này hả? À? Tô này đi. Tô này trước đi. Ờ thôi trang tô bự luôn đi. Trang tô bự đi. Trang đi rồi gắp mè đậu phộng vô. Có cái bịch đậu phộng luôn, trộn chung với mè luôn đi. Trộn chung với mè luôn. Gắp với mè luôn. Đậu phộng hết á. Trộn lên. Trộn lên mè gắp thôi. Lúc trước mà trang lại. Thắng ăn chắc trước hết quá rồi. Ừ. Ủa bữa nay sao nhận thắng nó cao lên nè. Cao ốm ha. Ừ. Cao thì thấy thằng tiền đó. Chị hai dĩa nào? Dĩa này. Em cho hết tao nước cốt rồi đi. Ăn thử ăn này nước cốt. Nước cốt nhiều mới ngon. Ừ. Đã. Chứ không phải bánh nhiều mới ngon hả? Sao mấy hả Nguyên? Cốt nhiều. Nguyên ăn rồi đó hả? Rồi rồi đi ra rửa rửa dĩa luôn. Hả? Ăn nữa không? Chạy mua giùm em mua giùm em 5.000 đi. Xong rồi tặng cho 2 miếng. Ai cứ ai mua gói vậy đó, cái nhít gói đủ 5.000 phải không, tặng thêm 2 miếng bánh bò, miếng bánh chuối, trời tao phái gì. Mau mau hết, tặng thêm mau hết. Bán vừa tặng là bán không kịp bán. Hai cái bánh này nhìn xa xa không phân biệt được nha. Màu giống giống nhau. Thường thì làm bánh bò đường trắng thì nó bánh bò trắng, cái này đường thốt nốt. Dài ngon. Bữa sau
bò trước nha. Bánh bò là anh Từ thích nhất. Sốt. Nãy em pha cái bột kia nhiều mà nó không ngon rồi. Nãy em pha thôi, ngỡ một gạo một nước năng. Nhìn anh kêu rồi. Bỏ chợ. Bỏ chợ này làm trong vắt là chắc một năng không? Một năng. Sao cái bánh chuối thì mặn quá ta? Ăn ngay hộp muối rồi. Ăn ngay hộp muối rồi, để thấy chuyện bỏ vô. Nó quậy quậy ra để vô hấp rồi. Nhìn ngay hộp muối rồi. Vậy cứ ngán bỏ. Người ta bỏ, người ta bỏ muối bọt á. Người ta quậy nó tan ra rồi ta múc phải bột lỗ không nguyên miếng luôn á. Người ta múc miếng bột ra, người ta quậy nó tan, người ta đổ vô nó trộn. Còn em thấy vô nguyên cục 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 không hả, nó lên máu không, nó mặn trên bề không à. Ừ, nó muối nó chưa tan. Bánh chuối dài dài ngon không? Giờ trời chuyển mưa tối thui hết à. Rồi xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn vào video sau nha. Nâu nâu. Kiếm gì nâu.